Đồ gỗ mỹ nghệ Sáng Trang xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2020. Đồ gỗ mỹ nghệ Sáng Trang xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý khách hàng thân yêu. Đó là bộ ba sản phẩm có tên gọi là Minh Đế. Hiện tại trước mắt quý vị đó là hai bộ, tổng là 4 ghế và 2 đôn, được làm bằng chất liệu gỗ cẩm lai nào. Hai bộ ghế này là hai bộ đã hoàn thiện trong phần mộc và là hàng đặt của khách hàng đặt cơ sở chúng tôi sản xuất. Bộ ghế này chúng tôi sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Đó là khách hàng yêu cầu chúng tôi đó là chọn vân màu vàng, chủ yếu chủ đạo là màu vàng và hơi tía, nhằm mục đích đó là khi hoàn thiện bộ ghế sẽ được đánh xi và giả là giả vân xưa. Minh Đế là một dòng ghế có từ thời nhà Minh. Bộ ghế nhìn rất thanh tao đơn giản nhưng vô cùng chắc chắn và tinh tế. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu thông số kỹ thuật chi tiết của ghế. Ghế có chiều dài là 62 phân và chiều sâu là 50. Mặt là mặt liền. Chân vuông 7 phân. Và đặc biệt của chiếc ghế này, của bộ sản phẩm này đó là gì? Chân họng. Quý vị chú ý cái chân họng đấy. Chân họng của ghế. Chân họng của ghế và cột đây ạ. Chân họng. Đây là cột và chân họng là chân liền, có nghĩa là từ cột xuống họng đây là liền. Bình thường những bộ ghế bình thường thì là cái chân và cái phần cột là rời nhau, nhưng đây khách hàng đặt chúng tôi là chân và cột là liền, liền từ trên đây ạ, từ trên xuống dưới. Đây là một cục gỗ liền. Khi mà làm như thế này thì vô cùng khó khăn, nhưng với sự chuyên nghiệp được cơ sở chúng tôi, anh em thợ tuyển những thợ giỏi làm nên dựng bộ ghế lên rất chắc chắn, yên tâm. Đây quý vị xem, bén tít luôn, phải nói là đút một kẽ tóc vào bây giờ là khó lọt. Hàng tháo rời hết. Và cái mọng này quý vị để ý chung hộ. Đấy, tháo giờ hết, mọng thủng xuyên qua đây. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì hàng Minh Đế này được cơ sở chúng tôi sản xuất, cái kỹ thuật, phải nói là kỹ thuật, là chủ yếu là người Tàu, người Trung Quốc làm theo lối của người Tàu và người Trung Quốc, vô cùng chắc chắn, không gắn một tí keo nào. Như dựng lên ghế thì phải nói là không phải chê đâu được. Chân trước thì nó tua liền. Đây tua liền đấy. Đấy, tua liền. Toàn bộ hàng đều màu. Đều màu. Bộ này là đều màu, là đều màu theo cái màu vàng là chủ đạo, chứ không phải màu tía. Bởi vì khách đặt chúng tôi là màu vàng, đánh nên giả xương. Vách rất cong. Đấy ạ, quý vị xem, vách cong hình chữ S. Đặc điểm của vách cong thì nó có cái lợi, nó là cái dáng đầu tiên nó đẹp. Cái thứ hai là khi ngồi thì cái lưng của mình tựa thì nó vừa khuôn. Nhưng tại sao tôi nói là ghế nhìn rất nhỏ, thanh tao, nhưng mà tư thế ngồi thì vô cùng thoải mái. Toàn bộ mặt ván đều là mặt liền, một miếng. Đấy quý vị xem, hàng tháo rời đây ạ, tháo rời tất cả chi tiết đây ạ, tháo rời nhưng mà vô cùng chắc chắn. Hàng cực kỳ chắc chắc, nhưng mà lại được chúng tôi làm tận hai thang nữa, hai thang đều có hết, thang rất dày. Đấy, quý vị để ý cho ạ, thang dày lồi vào lên mặt khung tranh.
quý vị để ý cột, lên hai cột đấy ạ. Đấy, vách ghế thì được chia làm 3 khoang, được chia làm 3 khoang đây ạ. Tại sao nó có cái thò ra? Bởi vì hàng này là hàng không gắn nên mà phải để cái thò mọng ra cho nó chắc. Cái thứ hai là để cái ngơi này cho nó thở thoải mái. Đấy, quý vị để ý giúp ạ. Chồng cột này, quý vị xem rất chắc chắn. Đôn, kích thước của đôn thì là 3848. Toàn bộ mặt liền khung tranh trọn vân. Đấy, chiếc ghế này cũng vậy. Toàn bộ ghế thì là chúng tôi chọn ván đều là một cục ván xẻ ra. Đây quý vị để ý xem, bên này này, đôn này và mặt ghế bên này là một cục gỗ. Đấy, gọi là ván một cục. Bên này cũng vậy. Toàn bộ ván đều là một cục ván, một cục gỗ xẻ. Cái hay của bộ ghế Minh Đế đó là gì? Phải nói là cái bằng trên của ghế. Bằng trên của ghế đấy ạ. Đây. Đấy, toàn bộ cái chỗ tôi đang sờ đây người ta gọi là vai ghế. Vai ghế rất tròn và đều, tròn như cái thúng. Và đặc điểm của cái vai này đó là cái tay, cái đoạn tay này, cái chỗ để tay của mình khi mình ngồi lên rất đẹp, đục sắc nét, đục bằng tay. Và những cái lỗ nhỏ li ti này là lấy đục tỉa vào rất cong bênh. Đấy, quét lỗ rất cong bênh. Khi ngồi lên ghế nó tỏ vị quý, tỏ cái dáng quý phái của người dùng, đặc biệt là những người đã từng chơi những dòng ghế Minh Đế như thế này. Hiện tại cơ sở chúng tôi là chuyên sản xuất những dòng ghế như vậy. Lên anh chị em hay quý khách hàng nào có nhu cầu xin hãy vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0922 782 886 để đồ gỗ sáng trang. Xin báo giá và tư vấn chi tiết cho anh chị em. Một lần nữa, đồ gỗ sáng trang xin trân trọng cảm ơn anh chị em đã lắng nghe và luôn đồng hành cùng cơ sở. Nếu anh chị em quý khách hàng cảm thấy những video mà cơ sở chúng tôi đăng lên có ích, xin hãy vui lòng ấn vào nút đăng ký, share, subscribe để lần sau cơ sở chúng em có những sản phẩm mới ra mắt. Hàng 100% để mộc và đảm bảo 100% là gỗ cẩm lai, nhưng mà chọn là chọn vân vàng. Nếu anh chị em hoặc quý khách hàng nào tin tưởng xin hãy ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn.